rất có nhiều sản phẩm giảm giá phục vụ gì bác, khăn mặt, khăn tắm, khăn đau tay, khăn đau bác. Và còn rất rất nhiều sản phẩm, 10.000 ba sản phẩm, ba chiếc quạt son còn lời là 10.000. Anh Thái ơi, đây là sản phẩm ba chiếc bàn trải này cũng chỉ có 10.000, ba chiếc bàn trải đấy giao chỉ có 10.000. Được ăn còn gì nữa, thơm ơi. Thơm. Ôi, đi về còn bán hàng. Lấy về vắt nước, lấy về cho ông vắt nước. Cũng chỉ có 10.000, ba chiếc bà trải đáy răng cũng chỉ có 10.000. Ba chiếc bà trải giặt quần áo cũng chỉ có 10.000, ba chiếc có rẻ nhất trong buổi trải làm đây của nó mưa xưa vàng xưa nhẹ. Giảm giá đặc biệt cho dù bác khăn tục giảm giá, khăn mặt, khăn tắm, khăn đau tay, khăn đau bát đĩa và còn rất rất nhiều sản phẩm đang phục vụ cô dì bác trong buổi trải ngày hôm nay. Cứ 10.000 đôi, ba chiếc bà trải đáy răng cũng chỉ có 10.000, ba chiếc cỏ son cỏ lời cũng chỉ có 10.000. Ba gói tam giang tam vít cũng chỉ có 10.000. Ba chiếc bà trải đặt cổ trà nhà hôm nay duy nhất trong buổi trà hôm nay chúng tôi đang giảm giá đặc biệt của nắng mưa chất lượng cao của nắng mưa xe đèn xe nhẹ trời vào lắng ít mưa nhiều thì bác tranh thủ mua nắng mưa chúng tôi đi trà mua dịch. Ba chiếc bà trải đặt cổ trà cũng chỉ có 10.000, ba chiếc bà trải đánh răng cũng chỉ có 10.000. Cứ 10.000 ba sản phẩm, ba sản phẩm chỉ có 10.000. Khăn tắm, khăn lau tay, khăn đau bát đĩa và giải quyết các loại sản phẩm giảm giá cam lên, cam lên, con mua hết phần tôi nè, con mua phải phần tôi mít nè, con mua hết phần nào mới trả cho tôi mít chứ. Năm đôi tân nam tân nữ, năm đôi chỉ có 20.000, ba trả đến 50.000, ba chiếc sau còn lại ba chiếc cũng chỉ có 10.000, ba gói tam giang cũng chỉ có 10.000. Xem mà mua lần chọn chưa mua thì xem mua cho biết, mà mua rồi thì tiếp tục xem mua.
của nó mua sinh đại sinh là cấp 3, cấp 4, 25 đô, 50 tấn 5, cấp 4 chỉ 20 đồng. 50 tấn 5 mới chỉ 20 đồng và chảy ra 10, 3 thứ vừa, thứ giá bán được 4, 2 cân. Chúng ta là thứ chị bỏ bán à? Rất nhiều sản phẩm đa dạng giá, phục vụ gì bác trong buổi trải nghiệm ăn lâu. Thứ vừa, thứ mưa, thứ giá, thứ xuyến, thứ không nhìn cả chợ có ai ăn này đâu, cũng quay luôn. Nếu mà nhìn ba sản phẩm, ba sản phẩm chỉ có chưa đếm ngầm cân thôi. Chưa mua được xe mua được nước mà bây giờ đi tiếp tục xe mua của nó mua xe. Đưa ra tay cũng chỉ có 10 ngàn. Ba gói cam dai cũng chỉ có 10 nghìn. Ba chiếc quả xoay cả lời cũng chỉ có 10 nghìn. Ba chiếc bàn chải đấy tay cũng chỉ có 10 nghìn. Ba chiếc bàn chải dọc cái đá cũng chỉ có 10 nghìn. Xe mà mua lượm tròn 10 nghìn. Ba sản phẩm, ba sản phẩm chỉ có 10 nghìn. Xe mà mua lượm tròn chiếc nào cũng rẻ, chiếc nào cũng xinh. Xe mà mua lượm tròn đây ta để chọn ngay cho mình. Chú tên máy của nó mua xe đại trâu nhạc của người ta vui đỉnh bác đi cấy. Bán chú, có nào ra được. Ba chiếc quả xong rồi là cũng chỉ có 10 nghìn. Có nào ra được, có nào ra được. Chỉ có 10 nghìn. Ba gói tăm dao cũng mua rồi thì tiếp tục xem mua. Thuốc rửa, thuốc mưa, thuốc nhám, thuốc chiến, thuốc chỉ bỏ xó, thuốc đánh chuột, bỏ bỏ rất rất nhiều sản phẩm. Xem mà mua lượt chọn 10 ngàn là 3 sản phẩm, 3 sản phẩm chỉ có 10 ngàn. Ba chiếc bàn chải đánh răng cũng chỉ có 10 nghìn ngàn, ba chiếc lượt bàn lượt cũng chỉ có 10 ngàn. Ba chiếc bàn chải đặt cửa đá cũng chỉ có 10 ngàn. Sao ngon quá. Ba chiếc bàn chải còn lại cũng chỉ có 10 ngàn. Ba mua cho đi kế, mua cho chúng chỉ xem. Mua cho các cháu nhà đi tàu xe từ chợ đến 5 tuổi rồi. Khăn mặt rất nhiều sản phẩm giảm giá 10 nghìn, là 3 sản phẩm chỉ có 10 nghìn. 3 đôi găng tay là 10 nghìn, cấp 5 cấp 2 nghìn 5 đô. 3 chiếc còi son còn lại là 10 nghìn, 3 chiếc bàn chải là 10 nghìn, 3 gói tăm vít là 10 nghìn. Chưa mua lại xe mua cho biết, mua rồi đến tiếp tục xe mua hàng giảm giá đây. Của nó mua khăn mặt khăn tắm chỉ có 10 nghìn. 3 chiếc bàn chải của nó cũng chỉ có 10 nghìn. 3 chiếc còi son còn lại cũng chỉ có 10 nghìn. Xe mà mua liền chọn 3 đôi găng tay cũng chỉ có 10 nghìn. Cấp 5 cấp 2 nghìn 5 đô, 2 khăn lau bát. Và còn rất nhiều sản phẩm đang giảm giá phục vụ thì bác trong buổi trả giá đang tiếp tục giảm giá. Khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay, khăn lau bát nữa. Mà còn rất nhiều sản phẩm đang phục vụ thì bác trong buổi trả giá đang cứ 10 nghìn. 3 sản phẩm, 3 sản phẩm chỉ có 10 nghìn, 3 đôi găng tay chỉ có 10 nghìn. Tất nam tất bưu ai 1 năm đô. Ba chiếc bài trả đấy đóng mua sư bài sinh nhà giảm giá đặc biệt cô gì bác trong buổi trả giá hôm nay. Khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay, tất nam tất bưu chỉ 20 ngàn đồng. 50 tấn nam mới chỉ có 20 ngàn đồng. Bạn trả đến răng 10 nghìn. 3 chiếc quả xoay còn lại 3 chiếc cũng chỉ có 10 nghìn. 3 gói tăm dai, 3 gói tăm vít cũng chỉ có 10 nghìn. Xe mà mua lượm tròn, chưa mua được lại xe mua cho biết, mua rồi để tiếp tục xe mua. Thế vừa, thế dán, thế kiến, thế đánh chuột, thế chỉ vào chó. Và còn rất rất nhiều sản phẩm đang giảm giá phục vụ thì bao trăm buổi trả như hôm nay. Thế vừa, thế mũi, thế dán, thế kiến, thế đánh chuột, thế chỉ vào chó. Và còn rất rất nhiều các sản phẩm giảm giá. Khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay, khăn lau bát đĩa là rồi rất rất nhiều sản phẩm. Cứ 10 nghìn, 3 sản phẩm, 3 sản phẩm chỉ có 10 nghìn. Trên đây là lại xem đây cái nước mà mua rồi tiếp tục xem mua của nó mua xe đèn xe người ạ. Khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay, khăn lau bát, 3 chiếc bàn chải đến rau cũng chỉ có 10 nghìn, 3 chiếc bàn chải giặt quần áo cũng chỉ có 10 nghìn. Xem mà mua lượm tròn 10 nghìn, 3 sản phẩm, 3 sản phẩm chỉ có 10 nghìn. Xem mà mua lượm tròn trước là cũng rẻ, trước là đứng ra xin chào vui đấy, mua lượm tròn đây ta được chọn đây cho mình. Rất nhiều sản phẩm giảm giá 10 nghìn, 2 sản phẩm chỉ có 10 nghìn. 3 chiếc cặp tắm cũng chỉ có 10 nghìn, 3 chiếc bàn chải đánh răng cũng chỉ có 10 nghìn.
Em bán được mấy trăm nghìn? Em bán được hơn 100. Em rửa tay chưa? Rửa tay đi xong ăn quả. Có mệt không? Không, quen rồi. Em ăn đi. Anh nấu cơm cho, nghỉ đi. Ai đi nấu cơm, hôm nay em thích ăn cái gì? Làm mấy luống rau mệt quá. Em muốn ăn xong gì vậy? Tí về anh nấu cơm nhá. Có mệt không? Em không ăn đâu, anh gửi gánh hết cho em mà. Em ăn đi.
Lâu không làm vườn, mệt quá. Mai anh phải đi làm rồi. Em ở nhà một mình được không? Được mà, em ở quen anh cứ đi làm đi. Chắc là 1-2 tháng nữa anh mới về, em ở nhà một mình nhá. Nhưng mà anh lo cho em lắm. Lo gì, em ở quen rồi. Em ngồi ăn đi, anh đi nấu cơm đây. Anh nấu cơm. Anh ăn miếng nữa không? Không, anh không ăn đâu. Thế mai anh đi, em ở nhà một mình nhá. Rồi, em ở nhà quen rồi, khác đi chợ được mà, không phải lo đâu. Cơm đây.